Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Phạm. Thì em chuyên tư vấn về các chương trình đầu tư định cư Mỹ, Canada và các nước châu Âu, cũng như là giúp người Việt Nam mình mua nhà trên 50 tiểu bang của Mỹ tiết kiệm chi phí nhất và an toàn tối đa cho nhà đầu tư. Để liên hệ tư vấn chi tiết, quý anh chị có thể liên hệ theo số điện thoại là 0908 693 563 gặp Thiên Phạm. Thì hôm nay em xin trình bày với quý anh chị một trong những cái cách mà có thể là đến Mỹ nhanh nhất trong vòng từ 6 đến 8 tháng. Thì đó là cách là lấy quốc tịch Grenada và xin visa E2 vào Mỹ. Thì thời gian để lấy quốc tịch Grenada là khoảng từ 4 tới 6 tháng và thời gian xin visa E2 đến Mỹ là khoảng 2 tháng. Thì tổng cộng là từ 6 tới 8 tháng là chúng ta đã có visa đến Mỹ. Thì thời gian đầu tư định cư trong cái bối cảnh là đầu tư định cư EB5 để có được thẻ xanh Mỹ đang bị kéo dài hơn do tình trạng tồn đọng visa định cư đối với nhà đầu tư Trung Quốc và Việt Nam. Thì hiện có những giải pháp thay thế cho EB5 như định cư theo diện tài năng xuất chúng hay bằng cấp chuyên môn cao như EB1, EB2 hay là đầu tư doanh nhân L1A để tiến tới EB1C rồi visa định cư hay gần đây là visa E2. Thì hành trình nhập tịch Grenada thì xin visa E2 vào Mỹ và sau đó là chuyển đổi thẻ xanh cần diễn ra như thế nào để chắc chắn hiệu quả thành công thì nhanh chóng và còn mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư Việt Nam. Những thông tin sau đây sẽ giúp cho nhà đầu tư có thêm kiến thức nền tảng trước khi quyết định lập hồ sơ đầu tư nhập tịch Grenada. Thì định cư Grenada, những quốc tịch thứ hai ngay tại Việt Nam. Chương trình đầu tư nhập tịch Grenada không yêu cầu thời gian lưu trú tối thiểu của đương đơn và người phụ thuộc. Thậm chí là nhà đầu tư cũng không cần phải đến Grenada trong suốt quá trình làm hồ sơ. Tất cả những gì đương đơn cần làm là chọn dịch vụ tư vấn trong nước uy tín, tìm hiểu kỹ quy trình thực hiện, quyền lợi, nghĩa vụ của mình và chuẩn bị hồ sơ đúng quy chuẩn và nguồn tiền đầu tư. Thì sẽ rất tốt nếu nhà đầu tư đích thân vi hành đến Grenada kết hợp du lịch và khảo sát nền kinh tế cuộc sống tại đây trước khi quyết định. Nhưng điều này là không bắt buộc, nhà đầu tư chưa cần phải thay đổi hay xáo trộn cuộc sống tại Việt Nam trong khoảng thời gian làm hồ sơ định cư Grenada. Toàn bộ thời gian chờ xét duyệt cho chương trình định cư nhập quốc tịch Grenada chỉ từ 6 tới 8 tháng và tỷ lệ thành công rất cao. Thì trong năm 2018 đã có 244 đơn được phê duyệt và chỉ có 13 đơn bị từ chối. Trong khoảng thời gian chờ đợi, nhà đầu tư có thể bắt đầu lập kế hoạch phát triển kinh doanh tại Mỹ, chuẩn bị cho bước tiếp theo khi xin visa E2. Thì nắm rõ quyền lợi khi nhập tịch Grenada, thì quyền lợi lớn nhất khi sở hữu quốc tịch Grenada là dễ dàng xin visa E2 đến Mỹ. Thì bởi đây là mục tiêu của rất nhiều nhà đầu tư, tuy nhiên nhà đầu tư và gia đình còn rất nhiều quyền lợi khác không nên bỏ qua. Đó là trở thành công dân của Grenada, đơn đơn và gia đình được miễn visa đến hơn 140 quốc gia trên thế giới, trong đó có Anh, Trung Quốc và rất nhiều nước châu Âu. Ngoài ra thì Grenada là thành viên của khối Schengen, thế nên ngoài việc được miễn visa du lịch, nhà đầu tư còn rất nhiều quyền lợi giao thương hiện tại và tương lai trong khối 26 quốc gia thành viên. Thì Grenada là đất nước có hệ thống y tế cơ bản theo mô hình của WHO và hệ thống giáo dục chuẩn Anh quốc. Trẻ em tại đây được miễn phí giáo dục từ mẫu giáo đến trung học. Công dân được khám bệnh hầu hết là miễn phí. Về hệ thống y tế, bệnh viện đa khoa Stanford là cơ sở hàng đầu của chính phủ. Đại học Stanford là trung tâm giáo dục quốc tế, thu hút sinh viên và giảng viên từ hơn 100 quốc gia trên toàn cầu đến Grenada. Các chương trình và bằng cấp của trường học được công nhận trên toàn cầu. Vì thế, chăm sóc sức khỏe hay học hành y tại Grenada đều quyền lợi lý tưởng cho công dân đảo quốc xinh đẹp của vùng biển Caribe này. Nghĩ đến lợi nhuận từ khoản đầu tư bất động sản ngành du lịch Grenada. Thì chương trình nhập tịch Grenada bắt đầu được tái thiết từ năm 2013 và trong hơn 5 năm thì đảo quốc gia vị đã thu hút được nguồn vốn đáng kể từ các nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới. Đi cùng sự thành công của chương trình là nhập tịch Grenada, nền kinh tế của Grenada cũng đã dịch chuyển từ nông nghiệp sang ngành dịch vụ và hiện nay GDP đóng góp từ ngành này lên đến 77%. Vì thế, đầu tư định cư tại Grenada không chỉ là đầu tư an toàn mà rót vốn vào lĩnh vực du lịch,
bất động sản cũng hứa hẹn đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư sau 5 năm duy trì tại đây. Cụ thể là chính sách nhập tịch Trinidad đòi hỏi người nước ngoài phải đầu tư vào bất động sản tại Trinidad và duy trì ít nhất 5 năm. Đây là cái yếu tố ngành bất động sản và du lịch tại đảo quốc đã tăng trưởng đáng kể và được các chuyên gia kinh tế đánh giá đầy tiềm năng trong những năm tiếp theo. Và năm 2017 thì Trinidad đã giành danh hiệu là điểm đến tốt nhất vùng biển Caribe. Điều này rất thuận lợi cho du lịch. Và cái lượng khách du lịch đến Trinidad vào thời điểm này đã tăng là lên đến 100.654 người và tăng 30% trong tổng số khách du lịch đến Trinidad so với cùng kỳ. Đây là cái biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng của ngành bất động sản tại Trinidad qua các năm. Tối ưu nguồn vốn với khoản đầu tư bất động sản du lịch 220.000 đô. Thì nếu những cái chỉ số tăng trưởng ngành bất động sản và du lịch tại Trinidad thu hút nhà đầu tư, thì những chính sách định cư đổi mới trong năm 2019 của đảo quốc càng thúc đẩy nguồn vốn đổ về quốc gia này ngày càng nhiều. Theo đó, bắt đầu từ năm nay, chính phủ Trinidad khuyến khích hai nhà đầu tư có thể đồng sở hữu bất động sản thuộc lĩnh vực lưu trú du lịch với mức tối thiểu là 220.000 đô người thay cha, thay vì là 350.000 đô nếu sở hữu độc lập. Cộng thêm phí chính phủ là 50.000 cùng với các khoản phí làm hồ sơ, nhà đầu tư và gia đình phụ thuộc tổng cộng 4 người đã đủ điều kiện sở hữu hộ chiếu Trinidad. Xin visa E2 Mỹ ngay khi trở thành công dân Trinidad, thì khi nhận hộ chiếu Trinidad, nhà đầu tư có thể nộp đơn xin visa thị thực E2 để bắt đầu kinh doanh tại Mỹ. Và bước tiếp theo là chuyển đổi tình trạng xin thẻ xanh với tư cách thường trú nhân. Nhà đầu tư chỉ mất đồng thời gian khoảng từ 6 tới 8 tháng từ khi nộp hồ sơ nhập tịch Trinidad diện đầu tư đến khi sở hữu visa E2 sang Mỹ kinh doanh. Visa E2 là loại thị thực không định cư. Quý anh chị nhà đầu tư nên chú ý cái chi tiết này, có nghĩa là visa E2 là loại thị thực không định cư, áp dụng cho các nước đã ký hiệp ước thương mại và hàng hải song phương với Mỹ, trong đó có Trinidad. Thì với quyền lợi này, công dân Trinidad đủ điều kiện đầu tư kinh doanh tại Mỹ, chỉ mất từ 2 tới 4 tháng là sở hữu được cái visa E2 cho bản thân và gia đình. Tỷ lệ chấp thuận visa E2 những năm gần đây là hơn 90%. Thì visa E2 có thời hạn và được gia hạn là sau mỗi từ 2 đến 5 năm và không hạn chế số lần gia hạn. Nhà đầu tư chỉ cần duy trì hiệu quả kinh doanh và gia đình con cái độc thân dưới 21 tuổi đều có thể sinh sống và làm việc, học tập tại Mỹ trong suốt thời gian sở hữu visa E2. Điều kiện để nhà đầu tư sở hữu visa E2 là phải có khoản đầu tư đáng kể, có thể theo hình thức là thành lập doanh nghiệp, mở cửa hàng hay kinh doanh nhượng quyền. Nhà đầu tư phải có quyền sở hữu ít nhất là 51% giá trị doanh nghiệp. Không có mức yêu cầu số vốn bắt buộc, nhưng nhà đầu tư dự bị xe hay được khuyến khích là bắt đầu từ cái mức là khoảng 150.000 đô. Chuyển đổi từ visa không định cư E2 sang thường trú nhân, thì khi đã triển khai cái hoạt động kinh doanh và sống tại Mỹ theo diện visa E2, nhà đầu tư muốn chuyển sang tư cách thường trú nhân và sở hữu thẻ xanh có điều kiện, có thể chọn diện đầu tư EB5, EB1C và các hình thức khác phù hợp với mình. Thì cái này thì sẽ có được luật sư có thể là tư vấn thêm cho quý anh chị xem cái hình thức nào là tốt nhất so với trường hợp của anh chị. Cách chuyển đổi từ visa E2 sang EB5 là nhà đầu tư có thể bổ sung thêm vốn vào hoạt động kinh doanh của mình hoặc một doanh nghiệp khác để đáp ứng đủ mức quy định tối thiểu, với hình thức là chuyển từ visa E2 sang EB5 theo hình thức đầu tư trực tiếp. Hiện mức quy định đầu tư này tối thiểu là khoảng 1 triệu đô và tạo ra là 10 công ăn việc làm từ doanh nghiệp nhận đầu tư. Nghĩa là chúng ta sẽ đầu tư khoảng 1 triệu đô vào một cái công ty và tạo ra được 10 công ăn việc làm, thì chúng ta có thể làm là định cư EB5 trên đất Mỹ. Hoặc phương án khác là lựa chọn dự án trung tâm vùng hay đầu tư gián tiếp với số vốn là 500.000, nhưng hiện nay đã tăng lên 900.000. Việc nộp hồ sơ đầu tư EB5 với tư cách là công dân Trinidad và đang sở hữu visa E2 làm việc tại Mỹ sẽ giúp nhà đầu tư rút ngắn được thời gian chờ xét duyệt. Đây là ưu điểm rõ rệt so với việc nhà đầu tư nộp hồ sơ EB5 ngay tại Việt Nam trong bối cảnh thời gian chờ hiện tại là 7 năm. Vì thế, con đường nhập tịch Trinidad sau đó xin visa E2 kinh doanh tại Mỹ và chuyển đổi tình trạng thường trú nhân đang được các nhà đầu tư lựa chọn nếu không muốn chờ đợi lâu.
các chuyển đổi từ visa E2 sang thẻ xanh EB1C, thì visa định cư EB1C cho phép một quản lý cấp cao của một doanh nghiệp đa quốc gia từ nước ngoài qua Mỹ định cư và làm việc cho doanh nghiệp đó. Trong trường hợp này thì một người có thể là thành lập một công ty đủ lớn ngoài Mỹ. Visa định cư thì em sẽ trình bày lại là cái cách chuyển đổi từ visa E2 sang thẻ xanh EB1C. Thì visa định cư EB1C cho phép một quản lý cấp cao của một doanh nghiệp đa quốc gia từ nước ngoài qua Mỹ định cư và làm việc cho doanh nghiệp đó. Trong trường hợp này thì một người có thể thành lập một công ty đủ lớn ngoài Mỹ và làm việc ở vị trí quản lý cấp cao ở công ty đó trong một năm, và sau đó quay trở lại Mỹ với vai trò là một nhân sự cấp cao quản lý chi nhánh tại Mỹ. Nếu chủ đầu tư doanh nghiệp E2 không thể tự làm việc này thì có thể nhờ vợ chồng hợp pháp thực hiện. Sau đó khi người phối ngẫu đã được cấp thẻ xanh theo diện EB1C thì có thể bảo lãnh cho chủ đầu tư E2 xin thẻ xanh. Khi nhà đầu tư E2 đang sống tại Mỹ và chuyển đổi thành công tư cách thường trú nhân, tại thời điểm được cấp thẻ xanh, nhà đầu tư cần rời khỏi Mỹ và nhập cảnh lại với thẻ xanh của mình. Thì quý nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chương trình là lấy quốc tịch Trinidad và xin visa E2 vào Mỹ thì có thể liên hệ em theo hotline là 0908 693 563 gặp Thiên Phạm để được tư vấn chi tiết nhất. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian để theo dõi video của em. Nếu thấy những cái thông tin em chia sẻ là hữu ích thì có thể like và subscribe ủng hộ kênh của em. Em xin chúc quý anh chị một ngày làm việc hiệu quả và thành công hơn trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn.